Liên tục nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu việc làm của thị trường, năm 2014, trường cao đẳng nghề Đà Lạt được chọn là một trong 45 trường nghề cả nước, được chính phủ phê duyệt đầu tư thành trường nghề chất lượng cao. Theo lộ trình đến năm 2020, trường cao đẳng nghề Đà Lạt là một trong những địa chỉ được nhiều sinh viên theo học. Từng đủ điểm xét tuyển đại học, nhưng Trịnh Thị Thủy ở tỉnh Ninh Thuận là lựa chọn học nghề chế biến thức ăn tại trường cao đẳng nghề Đà Lạt, với mong muốn sau khi ra trường sẽ có được công việc ổn định từ chính nghề mà mình đã được học. Qua tìm hiểu một số bạn bè thì em thấy ngành này có thể phù hợp với mình. Và khi em theo học ở trường này thì em cảm thấy rất là phù hợp. Cái chương trình học cũng tốt, chủ yếu là thực hành, tới 70% thực hành và 30% lý thuyết. Sau khi học ở đây xong thì em cũng mong muốn là em sẽ tìm được một công việc trong một nhà hàng gì đấy. Tại như theo chuẩn của trường em thì sau khi đào tạo ở trường em xong thì tụi em sẽ được làm trong khách sạn từ 3 sao trở lên. Trường cao đẳng nghề Đà Lạt được đầu tư trọng điểm 6 nghề ở cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia. Cụ thể, trường sẽ đào tạo một nghề trọng điểm là công nghệ sinh học theo cấp độ quốc tế, 3 nghề trọng điểm cấp độ ASEAN gồm công nghệ ô tô, kỹ thuật chế biến món ăn và điện công nghiệp, 2 nghề trọng điểm cấp quốc gia là công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm và quản trị nhà hàng. Với các thiết bị được đầu tư phục vụ giảng dạy và học tập, trong năm học 2015-2016 vừa qua, trường có 2.140 học sinh sinh viên theo học, trong đó có 34 lớp, gần 1.500 sinh viên theo học hệ cao đẳng, 22 lớp với gần 700 học sinh theo học hệ trung cấp. Bên cạnh đó, trường còn mở rất nhiều lớp đào tạo sơ cấp, các lớp ngắn hạn cho mọi đối tượng có nhu cầu học nghề. Theo em thấy thì hiện tại bây giờ là cái công nghệ ô tô là càng ngày là thế giới mình nó là cái phương tiện về ô tô thì càng ngày nó ra càng nhiều. Và em cảm thấy rằng là cái nghề này bây giờ đang là một xu thế. Và đó cũng là cái lý do để em chọn cái nghề này. Và ra trường thì cái mong muốn lớn nhất của em cũng như tất cả các bạn đều vô trường đi học là ra là có một cái công việc để làm ổn định và có một cái mức lương để đủ để cho mình có thể trang trải được cái cuộc sống của mình. Trong những năm gần đây thì với hội nhập kinh tế sâu rộng thì chúng ta thấy rằng thì vấn đề nghề nghiệp hiện đặt lên hàng đầu. Và cái thách thức lớn nhất đó làm sao những bạn sinh viên đủ tay nghề để có thể cạnh tranh được với những kỳ trong khu vực. Do vậy thì ở trường hiện nay đào tạo rất nhiều cái ngành nghề mà có cái trình độ là ngang khu vực như là ASEAN quốc tế để chuẩn bị cho công tác hội nhập sắp tới. Do vậy thì đòi hỏi cái khó khăn của người học nghề hiện nay đó là nỗ lực. Thứ nhất là không những nâng cao kỹ năng nghề đạt chuẩn trong khu vực mà còn liên quan đến anh văn, ngoại ngữ. Thì để mà đạt được những cái đòi hỏi là cả thầy trò đều phải nỗ lực. Sắp tới nhà trường có những dự án, có những chính sách phát triển để nâng cao cái khả năng cũng như là kỹ năng cho sinh viên. Thế mạnh của trường cao đẳng nghề Đà Lạt là việc đào tạo nghề hướng vào thực tiễn. Bên cạnh việc tổ chức liên thông cho tất cả các nghề thuộc các khoa chuyên môn cho sinh viên, trường còn mời các doanh nghiệp tham gia xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người học với thực tiễn nghề nghiệp, chú trọng đến kỹ năng thực hành của sinh viên học sinh. Đồng thời, trường đã làm việc với 6 doanh nghiệp trên địa bàn Đà Lạt để ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, phối hợp với 118 doanh nghiệp tổ chức ngày hội việc làm, trong đó có 18 doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp nhiều sinh viên học sinh của trường khi tốt nghiệp. Đặc biệt trong đầu năm 2016 vừa qua, trường cao đẳng nghề Đà Lạt đã có nhiều sinh viên học sinh đạt giải cao tại kỳ thi tay nghề quốc gia 2016. Hiện nay thì trường liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong công tác đào tạo, cho nên là khi các em ra trường là các em tham gia ngay vào thị trường lao động. Đặc biệt là các doanh nghiệp là trong quá trình giảng dạy và trong quá trình các em luyện tập là các doanh nghiệp là đăng ký nhận học sinh, sinh viên trước khi các em ra trường. Có nghĩa là sau khi các em tốt nghiệp xong là doanh nghiệp nhận ngay vào làm việc, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và lĩnh vực nông nghiệp. Chỉ tiêu tuyển sinh của cao đẳng nghề Đà Lạt trong năm học 2016-2017 này là 800 học sinh sinh viên. Qua các đợt tuyển sinh, đến nay nhà trường đã thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra. Riêng với ngành công nghệ sinh học theo chuẩn quốc tế là ngành đầu tiên nhà trường đào tạo, sinh viên khi tốt nghiệp ngành này sẽ được Học viện Tricom cấp bằng theo chuẩn quốc tế. Với những tín hiệu khả quan, trường cao đẳng nghề Đà Lạt đã không ngừng đầu tư nâng cao về mọi mặt để trở thành địa chỉ đào tạo nghề chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực và lao động có trình độ tay nghề cao. Hành vi của cô đã xâm hại đến tính mạng của người khác và gây mất trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, Nguyễn Minh Cô là đối tượng đã có tiền sử tâm thần trước đó. Sau khi bị bắt giam, cô bị đưa đi điều trị tâm thần bắt buộc tại Biên Hòa, Đồng Nai.